Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác những giò lan ưng ý mà giá thì phải chăng nha các bác nha. Em lên cho các bác này, một cái thân hoàng thảo kèn Lai Châu này, nguyên bản từ rừng nha các bác nha, nguyên bản từ rừng nha. Cái này nó dài được 60 cm nha các bác nha, 60 cm nha. Cái cây như thế này em bán cho các bác với giá là 270.000 nha các bác nha, 270.000 nha. Cái cây này chắc là mất phải tầm 30.000 tiền cước nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 này, một thân thôi nhưng nó mập các bác nha, một thân nhưng nó mập. Cũng là nguyên bản nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu nha các bác nha. Đấy. Một thân như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000. 250.000 nha các bác nha. Cho giò số 2. Hôm nay em lên hoàng thảo kèn trước cho các bác nha. Giò số 3 này, một dề hoàng thảo kèn này, tốt chưa các bác? 8 thân nhá, 8 thân nhá, như thế này. Đấy, mặt trước của nó đây. Đấy, 8 thân hoàng thảo kèn Lai Châu. Em bán giò này cho các bác với giá là 3 triệu nha, thân mập ú luôn nha. 3 triệu nha. Cho giò số 3. Số 4 này, một cục nguyên bản như thế này, chạy vùng quanh luôn nha các bác nha. Đấy, nguyên bản từ rừng, long tu đá nha, long tu đá nha, xin hồ nha. Hàng xin hồ thì của em này hoa nó tím đậm nha các bác nhá. Đó, như thế này. Một giò long tu đá như thế này em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nhá. Được 25 thân hoa đấy các bác ạ. Cho giò số 4. Số 5 này, giá hương tam bảo sắc nha. Đây các bác này, nhìn cây này. Đạt chưa? Đây à. Cây nào cũng xếp rụt luôn nha. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây. Một giò như thế này nhá. Hàng xếp rụt nha các bác nhá, như này nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Thôi lấy 280 đi. Lấy 280.000 nha các bác nha. Cho giò số 5. Số 6 này các bác này. Cây nào cũng như cây nào nha các bác nha. Cây nào cũng như cây nào luôn. Đó, như thế này. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây. Dễ nó dài nghều nghẽo luôn nha các bác nha. Một giò như thế này em cũng bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Cho giò số 6. Số 7 đây. Cái này là 6 cây nha các bác nha, 6 cây nha. Như thế này. Đấy. Một giò như thế này này, em bán cho các bác với giá là 240.000. 240.000 nha các bác nha. Cho giò số 7.
Số 8 này. Một giò này thì to nhiều thân này. Đó. Em bán giò này cho các bác với giá là 220.000 nha. Đấy, nó to nhưng nó lại rẻ hơn nha các bác nha. 220.000 thôi. Cho giò số 8. Số 9 này. Kiều Vuông Lộc Bắc này các bác này. Một giò to như thế này. Đôi 4, 6, 8, 10. Trên 20 thân nha các bác nha. Thân ngắn quá em không đếm đâu. Một giò Kiều Vuông Lộc Bắc như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. Thân mập ú luôn này. Cho giò số 9 nha. Số 10 này. Đấy. Một giò dáng hướng đuôi tròn như thế này. Đẹp nha các bác nha, đẹp nha. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nha. Cho giò số 10. Số 11 này các bác này. Đấy, đẹp không? Lá siêu ngắn chưa? Các cụ. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 480.000 nha. Dễ đây nha. Đấy. Nuôi nó phải đạt dễ nha các bác nha. Cho giò số 11. Số 12 này. Dáng hương tam bảo sắc này. Đấy, nuôi đủ 3 năm thì các bác biết nó dài như thế nào. Ở đây nó còn chậm lớn hơn ở dưới xuôi ấy, các bác ạ. Một giò như thế này này. Em bán cho các bác với giá là 380.000 nha. 380.000 nha. Đấy, nhìn này. Cho giò số 12. Nó có hai thân thôi các bác này. Có hai thân thôi. Như nó là dòng xếp đẹp nha. Xếp khít nha. Đó. Một giò như thế này. Dáng hương tam bảo sắc. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Nó ở nhà em là cũng lâu lâu rồi đấy. Nên là dễ nó dài này các bác này. Cho giò số 13. Số 14 này. Một giò giò sơn thủy tiên nha các bác nha. Một giò sơn thủy tiên đẹp như thế này. Hàng một dài luôn các bác nha. Hàng một dài nha. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha các bác nha. Cho giò số 14. 650.000. Số 15 này các bác này. 5 cây chồn như thế này. Đấy. Các bác nhá. 5 cây chồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 220.000. 220.000 nha các bác nhá. Cho giò số 16. Số 15 220.000 nha các bác nha. Số 16 à. Dáng hương tam bảo sắc à. Một giò như thế này.
Em bán cho các bác với giá là 200 nghìn nha. Ghép. Đây là nguyên bản nha. Lẫn ghép thêm nha. Đó, 200 nghìn nha. Cho giò số 16. Số 17 đây các bác này. Một giò dạ hoàng thảo u lồi nhá. Hoàng thảo u lồi nhá các bác nhá. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 7 thân. 7 thân như thế này nhá. Các bác nhá, hoàng thảo u lồi như thế này nhá, 7 thân. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha. Cho giò số 17. Quay mấy lần. Số 18 này. 2 3 4 5 thân. 5 thân nó đều nhau như thế này nhá. Hoàng thảo u lồi nhá. 5 thân như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 400 nghìn nha. Hoàng thảo u lồi nha. Trồng mà dớn nha. Thuần lâu năm rồi nha. Đó. Cho giò số 18. Số 19 này. Dáng hương đuôi chồn này. Một giò to như thế này nhá. Đấy, em đưa chậm cho các bác này. Nhìn này. Một giò to như thế này, dáng hương đuôi chồn. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn nhá. 1 triệu 500 nghìn nhá, đây nhá. Đấy, cây to. Rất nhiều cây luôn. Cho giò số 19. Số 20 này. Cái này là quế trắng tháng 8 nhá. Một giò như thế này em mới ghép thôi nhưng nó đã ra rễ hết rồi nhá. Nó chạy rễ hết rồi. Đây là nó còn bám sâu vào trong rễ này. Đó. Một giò dáng hương quế trắng tháng 8 nhá. Một giò như thế này. Cao của nó là được 60 cm. Các bác nhá. Cái dớn của nó là được 60 cm. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 100 nghìn nhá. Toàn cây to này. Đấy, em trồng từ bé xuống to. Đấy, các bác về nó không bị che mất nắng của cây ở dưới nha các bác nha. 1 triệu 100 nha. Cho giò số 20. Số 21 này. Hai cây hoàng nhạn tháng 4. Đấy, cái đũa này mà nó còn đến đây, gần đến đây này. Đấy. Một giò như thế này, hai cây nhá, mất mẹ, con nó là hỏng thì nó ra con này này. Đấy. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 1 triệu 800 nghìn nhá. À 180 nghìn, quên mất. 180 nghìn nhá. Cho giò số 21. Số 22 này. Các bác nhìn chất cáo của Lai Châu chưa? Nó bé như này thôi mà lá nó đã to như này này. Các bác nuôi càng ngày nó càng to nha. Riêng chất cáo nó thế, cáo Lai Châu nó thế nha các bác nha. Một giò như thế này này. Em bán cho các bác này. Mới ra được có 3 4 cặp lá.
mà nó to vật vã luôn các bác nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 270.000 nha. Nó có một thân u lồi và có một thân phi điệp vàng lẫn ở đây. 270.000 nha. Chất lá thì các bác biết là nhìn nó to, mới có 4 cặp lá mà nó đã to như này rồi. Cái loại này thì bọn em mua cao nên là bọn em bắt buộc bọn em phải bán cao nha các bác nha. Cho giò số 22. Số 23 này. 1 cặp lá 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cặp lá luôn. 7 cặp lá nha các bác nha. Một giò dáng hương đuôi cáo như thế này. Mà cái mình của nó rất to nha các bác nha. Cái mình của nó rất to. Và có hai cây cẩm báo như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Lá nó đều nhau chưa? To đều nhau nha. Lá này phải được trên 4 sen nha. Cho giò số 23. Số 24 à. Đấy, cái này nó được ăn nắng này các bác này. Đấy. Cái giò như thế này thì em bán cho các bác này với giá là 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. Nó em treo cao nhất nên là nó vàng lá nhưng nó vẫn bóng nhẫy luôn này. Đấy. 250.000 nha. Cho giò số 24. Số 25 này. Hai cây nhạn tháng 4 như thế này, to như thế này, cao được 20 cm luôn. 20 cm luôn nha các bác nhá, nhạn rừng. Mà em bán cho các bác với giá là 320.000 hai cây như thế này. Mà không bác nào lấy thì chịu luôn. Không có đâu rẻ được cả các bác ạ. 320.000. Cho giò số 25. Cái loại này đúng là chơi cả tháng các bác ạ. Chơi cả tháng. Mà hoa nó vẫn cứ đẹp. Mà em cho ăn mưa trực tiếp luôn đấy nha các bác nha. Tưới bình thường nha các bác nha. Như thế này. Em bán 250.000 còn không trôi. Chắc nốt hôm nay chắc vặt nó đi để cho nó ra. Cái loại này ấy, một năm hai lần hoa nha các bác nha. Một năm ra được hai lần hoa đấy ạ. Rực rỡ. Cho giò số 26. Số 27 này, một giò trồn này. Như thế này. Cây ở trên này nó đã to như thế này rồi. Thì cây dưới thì chắc chắn là nó sẽ to hơn nha các bác nha. To hơn nha. Một giò trồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha, một giò trồn đẹp như thế này. Các bác để ở, nó ra mùa hoa là để ở ở kệ là vô tư nha các bác nha. Còn ấy thì cho ra vườn treo. 450.000 nha các bác nha. Cho giò số 27.
số 28 này. Cái này là kiều tua nhá các bác nhá, kiều tua nhá. Hoa cực kỳ sai luôn mà được lâu. Đấy. Một giò kiều tua như thế này em bán cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 28. Số 29 này, giò này thì to hơn một chút. Đấy, đẹp hơn. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nha, 250.000 nha. Cho giò số 29. Số 29 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.